TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Không Gian Cộng, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, tuần trước, chúng tôi đã cùng quý vị hòa mình vào cuộc đua nội thất tiền tỷ của giới trẻ và hơn thế nữa là trầm trồ trước những bất động sản triệu đô của tỷ phú Elon Musk. Vậy trong số phát sóng tuần này có những gì đặc biệt? Mời quý vị cùng theo dõi. Khám phá cà phê gỗ lạ lùng tại Nha Trang. Nhà trên sao hỏa của tỷ phú Elon Musk. Căn nhà biết thở trên đất Sài Gòn. Không gian thư giãn bên trong ngôi nhà trong suốt. Thiết kế đường núi ngoạn mục tại Na Uy. Trải nghiệm tháp nhiệt đới giữa lòng quốc đảo Singapore. Mẹo hay thiết kế quầy bar sang chảnh tại Gia. Quý vị thân mến, lọt top 20 những công trình kiến trúc độc đáo của thế giới năm 2014, Savoy Green trở thành quán cà phê mang niềm tự hào của Việt Nam. Quán cà phê là địa điểm mang đến nhiều chi tiết độc đáo về ý tưởng sáng tạo cho những không gian đẹp. Savoy Green có diện tích hơn 300m², nằm ở vùng quê xa trung tâm thành phố Nha Trang náo nhiệt. Ấn tượng đầu tiên của quán cà phê là mái lá cong khác thường kéo dài từ phía đường cao tốc xuống đến bờ sông, mềm mại tựa con sóng nhỏ. Không gian bên trong gây ấn tượng bởi sự trong lành thoáng đãng, với khoảng sân vườn giản dị thu đủ ánh sáng, ánh nắng lan tỏa, cho phép thu được năng lượng mặt trời và thông gió tự nhiên, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Những mảnh gỗ nhỏ được Savoy Green khai thác một cách tinh tế tại phần mái hắt ở lối vào, có thể ngăn chặn nhiệt và tiếng ồn. Cũng vì vậy mà Savoy Green lọt vào top những công trình kiến trúc đẹp năm 2014 tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới bởi sự thân thiện với môi trường, hồi sinh những nguyên vật liệu tưởng chừng vô ích như gỗ thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Có thể nói, Savoy Green là sự hài hòa về không gian sống thoáng đãng, tận dụng được toàn bộ những ưu điểm về vị trí, kết hợp với việc xử lý nguyên vật liệu một cách tinh tế, trở thành một công trình đẹp cả về mặt kiến trúc lẫn ý nghĩa của một không gian sống thư giãn thật lý tưởng. Thưa quý vị, đối lập hoàn toàn với những bất động sản đắt đỏ, tỷ phú Elon Musk đã từng giao bán mà Invest TV từng đem đến cho quý vị. Tuần này, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng căn nhà mà tỷ phú Elon Musk đang thuê, gạt bỏ những dinh thự xa hoa để trở về quan điểm sống dưới mức thu nhập lên một tầm cao mới. Căn nhà đang thuê mới nhất của tỷ phú Elon Musk có diện tích chỉ 36m², nằm ở bang Texas, Mỹ. Ngôi nhà được làm từ vật liệu có thể đưa lên sử dụng trên sao hỏa và được lắp nhiều cửa kính để có thể lấy ánh sáng tự nhiên. Căn nhà có kích thước 6m mỗi cạnh, nặng khoảng 5 tấn, được lắp ráp bằng chất liệu bê tông và thép, được xây dựng bởi công ty Boxwell Casista, có giá trị khoảng 50.000 USD. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được thiết kế đầy đủ như một căn hộ studio với khu vực tiếp khách, nhà bếp, phòng ngủ và phòng tắm đầy đủ. Phòng ngủ ngăn với phòng khách bởi một tủ để đồ, giường ngủ đặt ở trong không gian mở, từ phòng khách có thể nhìn bao quát cả căn hộ. Không gian phòng ăn được thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm tối đa không gian sống. Bếp nhỏ nhắn, song vẫn đủ chỗ để đặt các đồ dùng thiết yếu. Riêng khu vực bàn ăn được làm sát tường để tiết kiệm diện tích. Chắc chắn rằng một ngôi nhà ngập tràn thiên nhiên luôn là niềm mơ ước của rất nhiều người, đặc biệt là ở những vùng đất đông đúc, tấp nập, điển hình như thành phố Sài Gòn rộng lớn, người ta luôn mong muốn tìm kiếm sự bình yên, thoáng đãng để trở về. Được bao quanh bởi một hệ sinh thái phong phú, việc xây dựng ngôi nhà diễn ra trong bối cảnh hàng loạt tòa nhà chọc trời đang mọc lên san sát, mang lại cảm giác nằm giữa một thung lũng, tạo ra một ngôi nhà mở và biết thở. Nhóm kiến trúc đã đưa ra ý tưởng cho căn nhà dựa trên cá tính của gia chủ, thích sự bình yên và tĩnh lặng, hơn nữa là đề cao sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Một khoảng trống tông tầng được đặt giữa căn nhà theo phương thẳng đứng. Đây là khoảng không dành cho mặt trời, gió, nước và cây xanh. Đây cũng được coi là khoảng giếng trời được gia chủ lựa chọn đưa cây xanh vào trong không gian sống của gia đình mình. Xu hướng này cũng đang được nhiều gia đình Việt ưu ái lựa chọn. Bên cạnh đó, giếng trời còn có chức năng liên kết mối quan hệ thành viên trong gia đình khi tất cả các cửa sổ đều được mở hướng ra không gian này. Điểm nổi trội của căn nhà được thể hiện rõ nét nhất là phần bố trí giếng trời vô cùng độc đáo, cũng như cách bố trí cây xanh hài hòa lạ mắt, sẽ là một ý tưởng hay ho cho những ai có ý định thiết kế giếng trời cho không gian sống của mình. Công trình kiến trúc như một cơ thể sống giúp con người có được cảm nhận tốt nhất về sự thay đổi của thiên nhiên, thời tiết qua các khung giờ trong ngày. Ngôi nhà như một tuyên ngôn khẳng định kiến trúc không còn bị phụ thuộc
bởi bối cảnh xung quanh, mà chính chủ nhân cũng sẽ tự tạo ra cho mình một cảnh quan riêng ngay trong nội tại. Một căn nhà nằm bên bờ sông Hồng hiện đang gây sốt đối với cộng đồng nhà đẹp gần đây khi sở hữu những nét độc đáo, ấn tượng trong thiết kế. Đặc biệt, ngôi nhà có vị trí đáng mơ ước với những người thích thư giãn và yêu thích thiên nhiên. Ngôi nhà rộng 78m2 nằm trên đường Bắc Cầu, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội được ví như nhà trong suốt bởi các bức tường được làm hoàn toàn bằng kính. Đặc biệt, ngôi nhà tọa lạc ngay bên bờ sông Hồng nên được cây cối bao quanh cùng gió từ sông Hồng thổi vào, không chỉ khiến không khí cho căn nhà luôn được lưu thông mà còn tạo nên tầm nhìn vô cùng đẹp, tạo cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Một điểm độc đáo khác của căn nhà là hệ thống tường trượt tự do và lớp cây cối bao bọc bên ngoài được xem như là làn da bảo vệ ngôi nhà, khiến không khí trong nhà luôn trong lành và mát mẻ. Ấn tượng hơn cả là việc các bức tường được làm hoàn toàn bằng kính, giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng mà không cần phải sử dụng tới đèn. Ngôi nhà nắm giữ rất nhiều không gian lý tưởng như phòng tắm tràn ngập ánh sáng tự nhiên, phòng ngủ có view sông Hồng đầy lãng mạn, tạo nên những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời và cảm xúc. Sở hữu tầm nhìn trong mơ ngay cạnh bờ sông Hồng, cùng lối thiết kế độc lạ là những bức tường kính bao bọc xung quanh, ngôi nhà đích thực là nơi thư giãn, dành cho những con người yêu cuộc sống hòa bình với thiên nhiên. Choi Steven nổi tiếng là một trong những con đường núi ấn tượng nhất ở Na Uy và được xếp hạng trong 10 cung đường ngoạn mục nhất trên thế giới. Nơi đây chứa kiến trúc vô cùng ngoạn mục và là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm. Nằm trên bờ biển phía tây của Na Uy, Choi Steven có độ dốc 9% và có diện tích khoảng 600.000m2. Nhìn từ trên cao, con đường giống như một mê cung khổng lồ và xung quanh là thác nước Stillfjord cao 320m, ngày đêm tung bọt trắng xóa, quang cảnh hai bên đường hết sức hùng vĩ và ngoạn mục. Con đường Choi Steven sở hữu cấu trúc mạnh mẽ, có kích thước về độ bền với mức bảo dưỡng tối thiểu và ứng suất tĩnh lớn. Các kết cấu và chi tiết được thiết kế để chịu được áp lực cực lớn mà không ảnh hưởng đến thị giác. Bê tông đúc tại chỗ và thép Gorten là vật liệu chính được sử dụng trong con đường này. Tất cả các vật liệu được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo tạo nên một cấu trúc đủ mạnh, an toàn công cộng, đồng thời trông cũng đơn giản và trang nhã. Con đường Choi Steven được xem là con đường quanh co kỳ lạ nhất thế giới bởi nó không theo bất cứ một quy luật nào. Cung đường ngoạn mục này là niềm tự hào du lịch nổi tiếng của Na Uy khi sở hữu cấu trúc đầy táo bạo, trở thành địa điểm trong mơ cho những ai yêu thích khám phá. Quốc đảo Singapore luôn nổi tiếng bởi sự pha trộn giữa các nền văn hóa Á Âu, đặc biệt là sở hữu các bất động sản nghỉ dưỡng đắt đỏ như Marina Bay Sands. Mới đây, một tòa tháp xanh tươi nằm giữa khu trung tâm thương mại sầm uất CBD của Singapore, Oasia Hotel Downtown đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại vùng đất đô thị náo nhiệt này. Tháp sống nhiệt đới mang đến một hình ảnh mới lạ thay thế cho các tòa nhà công nghệ thông thường của thể loại kiến trúc này. Khách sạn nhiệt đới Oasia có độ cao 190m với 4 sân thượng trên bầu trời. Mỗi tầng được coi là một mái hiên đô thị xanh, chúng được che chở bởi khu vườn trên cao cùng 4 mặt thoáng. Chiều cao cho phép tòa nhà chạm khắc các không gian và tầm nhìn bên trong thay vì dựa vào các khung cảnh bên ngoài. Trong khi đó, độ mở ở cả 4 phía của cấu trúc không gian tòa nhà tạo điều kiện cho luồng gió tự nhiên thổi qua để giữ cho các khu vực mở luôn mát mẻ. Bao bọc tòa nhà là lớp vỏ đặc biệt bao gồm những tấm lưới nhôm màu đỏ, tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ trong đường chân trời và trồng 21 loài cây leo, cây và hoa giúp bù đắp hiệu quả cho việc thiếu hụt màu xanh lá cây trong kiến trúc xung quanh của đô thị phát triển ở Singapore. Diện mạo tràn ngập cây xanh của Oasia đã làm mất đi hình ảnh thường thấy của một tòa nhà chọc trời kiểu dáng đẹp và kín đặc trưng. Thay vào đó là hình ảnh tận dụng khí hậu nhiệt đới để tạo ra một tòa tháp xanh sống động. Ngoài 21 loài dây leo mặt tiền, công trình được trồng 33 loài thực vật và cây cối khác nhau, tạo ra tổng cộng 54 loài thực vật và cây cối, làm nổi bật sự đa dạng sinh học cho công trình. Tại đây, một bức tranh khảm của cây xanh được hình thành, dần dần chiếm lấy mặt tiền và cuối cùng được phủ lên trên một vương miện nhiệt đới nặng 231 tấn thay vì mái bằng. Có đến 314 phòng tại Oasia Hotel đều được thiết kế ấm cúng và là địa điểm lý tưởng để thư giãn sau một chuyến đi dài. Nội thất trang nhã dành cho các phòng biến khách sạn thành không gian công cộng hấp dẫn và lý tưởng. Oasia Hotel đặc biệt gây ấn tượng ở tầng 27 với khu vườn trên trời và hồ bơi tại sân thượng được chia đôi bởi nhà hàng trên mái nằm ở trung tâm.
Các hồ bơi cũng bao gồm các khu vực sâu và rất nông trên 1 mét với ghế dài, được bao quanh bởi vùng nước yên tĩnh, tạo nên nét độc lạ khác biệt với các khu vực mái của khách sạn thông thường. Thay vì một khung cảnh ly kỳ, khu vực trên cùng của khách sạn Oasia mang đến một khu vực gần gũi đáng ngạc nhiên, tạo ra một ốc đảo bất ngờ giữa sự nhộn nhịp của đô thị. Nội thất của Oasia ẩn chứa vẻ đẹp sang trọng đầy phong cách, đặc biệt là ở các khu vực ngoài trời của khách sạn. Lấy cảm hứng từ sự đa dạng văn hóa xã hội, năng động và môi trường nhiệt đới của Singapore, màu sắc nội thất tại Oasia Hotel mang một cá tính mạnh mẽ và phong cách hiện đại. Oasia Hotel hoàn toàn xứng đáng trở thành tác phẩm nghệ thuật tổng thể, nổi bật ngay giữa biển cả rộng lớn của các tòa nhà và vô số công trình kiến trúc ngoạn mục của Singapore. Khách sạn không phải là sản phẩm của sự phô trương hay do kích thước khổng lồ, mà là vẻ đẹp cá tính và sự hiện diện tự tin bên cạnh sự nhẹ nhàng và lãnh đạm. Ngày nay, việc thiết kế quầy bar tại nhà đang dần trở nên phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn. Nhưng làm thế nào để thiết kế được quầy bar vừa sang trọng lại vừa tiết kiệm được chi phí và công sức thì vẫn là điều băn khoăn trong bài trí nội thất của mỗi gia đình. Quầy bar là một góc thư giãn đặc biệt trong căn nhà khi cung cấp địa điểm pha chế đồ uống ngay tại gia thay vì phải ra quán. Chỉ với một số mẹo nhỏ sau đây, gia chủ đã có thể tạo nên một quầy bar sang chảnh trong tổ ấm của chính mình. Về kích thước, quầy bar nên có chiều cao đủ thoải mái để ngồi và chuẩn bị đồ uống. Chiều cao lý tưởng nhất dành cho quầy bar là khoảng 1,1m. Chiều dài quầy bar phụ thuộc vào số người sẽ ngồi và liệu quầy bar có thích hợp làm bàn ăn hay không. Ví dụ quầy bar dài 2,5m đủ chỗ cho 6-8 người ngồi thoải mái mà vẫn có chỗ chuẩn bị đồ uống. Chỗ lưu trữ. Để thiết kế chỗ lưu trữ là hợp lý, ly và dụng cụ pha chế nên nằm gần khu vực chuẩn bị để dễ với tay lấy. Các món đồ nhỏ như dụng cụ mở nắp, lót ly, ống hút nên nằm trong một ngăn kéo riêng để đỡ bị lẫn. Ngoài ra, gia chủ có thể làm giá rượu ngay trên quầy bar, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tạo điểm nhấn. Lưu ý, giá rượu nên nằm cách mặt đất 1,8-1,85m để người pha chế đứng thoải mái và đồng thời cũng chịu lực tốt. Bố cục, ngoài dụng cụ và rượu, tủ lạnh cũng nên nằm gần quầy bar sao cho người pha chế dễ lấy đá hơn. Bồn rửa tích hợp và khu vực chuẩn bị ướt dành cho việc cắt trái cây và đổ các loại thức uống là giải pháp lý tưởng dành cho quầy bar. Lưu ý, mặt quầy bar nên sử dụng đá thạch anh nhân tạo bởi các loại đá xốp như đá cẩm thạch tự nhiên có thể hấp thụ các vết rượu và khó làm sạch hơn. Thêm chỗ ngồi thoải mái. Một cách hiệu quả để tạo phong cách cho quầy bar tại nhà là sử dụng thêm một số chỗ ngồi thoải mái và hợp lý. Có thể chọn ghế ngồi theo phong cách tổng quan của ngôi nhà. Nếu tổ ấm được thiết kế theo phong cách tối giản, hãy sử dụng những chiếc ghế gỗ khung sắt. Nếu là phong cách cổ điển, hãy sử dụng những kiểu ghế hình quả trứng hay ghế ngồi tulip. Những trang thiết bị cần thiết để có một quầy bar chất lượng. Việc tích trữ những yếu tố cần thiết như các dụng cụ pha chế và đặc biệt là đầu tư một bộ sưu tập rượu nho nhỏ sẽ là đáp án hoàn hảo. Những loại rượu cơ bản sẽ là gia vị tuyệt vời để tạo nên những giây phút thư giãn đích thực. Như vậy, kiến trúc không chỉ là nâng cấp diện mạo cho tổ ấm mà còn tạo ra những không gian sống thân thiện và hài hòa với thiên nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm chia sẻ của Không Gian Cộng ngày hôm nay, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng, Thương mại và Phát triển TDI. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin cũng như những kiến thức bổ ích. Nếu quý vị cần tư vấn về không gian sống hay có thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ theo số hotline là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.